20.000 là cái rẻ nhất đó con. Cái này là đẹp nè. Cái này là con sâu, cái này là con heo. Đó. Giảm giá không ông nội? 20.000 cái sâu này đẹp hơn nè con. Bóng mày, bóng mày. Mời đi anh. Chị ơi, em làm có bóng nhưng mà em không bóng. Rồi. Có khi nào dặn nó bể không bây giờ sọ này chưa? À đây cái này sọ chưa? Đó. Cái này à. Đó. Cái này gặp lại nè, đó. Anh ơi anh cho em hỏi cái anh nặng bưởi được không? Chứ em không có nguồn thú. Đây, cái này dùng cho đi chung với bưởi ha. Bán cái nào, mua cái nào này hả? Này phải không? Cái nào con? Cái này 20.000. Cái này hai cái là 40.000. Mà cái này thì 20.000. Rẻ mà, 20.000 rẻ mà. Dạo này buôn bán nó chen chúc đông quá, đi đứng không yên nữa. Mời đi anh, lại mời rồi đi. Kìa mời mấy bé nhỏ kìa. Bông đây, 20.000 một cái đi. Đã, anh ơi, phụ với anh. Cái này con không có mua. Cái này đẹp hơn mà. Ok con. Chút xíu là suy nghĩ lại cái đọc cái là khi cái nào cái đó bể thì quay lại mua cái này nha. Ok.